Hôm nay mình sẽ dắt mấy ní đi lựa cá với mình nha. Mà trước khi mua cá mấy ní ăn với tôi cái nha. Hôm nay tôi ăn cái món la sườn này, tôi sẽ chỉ cho mấy ní cách ăn nha. Cái nước này là cái nước sườn, mình sẽ chan cái nước sườn này vô trong cái phần này trước nha. Cái nước sườn này cái vị của nó hơi ngọt ngọt nha, chứ nó không phải là mặn đâu, cho nên là tôi thấy vừa ăn rồi không cần chan nước tương. Mình sẽ xịt thêm tí tương ớt, gắt thêm miếng muối tiêu vô nữa nè. Trứng ngốc la thì mình phải dặn người ta đừng có chiên chín quá, chiên nó cỡ này thôi để mình chấm cái nước lòng đỏ mới phê. Còn cái sườn ở đây á, ai mà thích ăn sườn mỡ giống tôi á là số 1 luôn nha, ăn vô nó tan trong miệng luôn, đã lắm. Ok, ăn xong rồi bây giờ tiếp tục chương trình, tôi sẽ dắt mấy ní đi lựa cá với tôi nha. Nguyên một bầy cá dĩa luôn. Tôi sẽ hướng dẫn mấy ní cách lựa nha. Nói chung cái này là tôi lựa theo cái thẩm mỹ của tôi với lại cái gu của tôi. Cái kinh nghiệm đầu tiên á là anh em phải ngồi anh em ngắm cho thiệt là kỹ trước khi anh em chọt cái vợt vô cái hồ của người ta để anh em bắt nha. Chứ anh em chọt vô anh em quậy tới quậy lui là người ta chửi mình ráng chịu á. Đây đây, cái con này lúc đầu tính bắt nè, nhưng mà tôi nhìn kỹ lại cái hoai văn trên người nó không có khích, mà nó lại hở nhiều quá, cái ba tình nó không có đẹp, cho nên là thôi không chọn con này đâu. Đây đây là cái con đầu tiên tôi chọn nè, đó anh em thấy rõ ràng cái ba tình nó khích không, mà cái đường nét của nó rất là đẹp, nó rất là sống động luôn. Những cái đường ba tình của nó không có cắt chồng chéo lên nhau mà nó phân mảnh rất là đẹp. Ok, lụm em này. Mua cá là phải mua một cặp đúng không anh em, mua một con ai chơi. Đại đây, con thứ hai đây, đỏ đỏ, anh em thấy chưa, cái ba tình của nó phải như vậy nè mới đã nha. Đó, nó rất là đẹp mà nó phân mảnh rất là đều luôn, ba tình như vậy mới đáng đồng tiền. Lụm em này luôn. Giờ là cái phút mà tôi mong đợi lắm nè anh em ơi, thả cá vô hồ thôi. Nhưng mà anh em nhớ là trước khi anh em thả cá thì anh em phải ngâm cái bịch cá trong vòng 5 đến 10 phút cho cá trung hòa nhiệt độ trước khi mình thả cá ra nha. Nếu không tụi nó sẽ bị sốc nước đó. Sau khi ngâm cá xong á, thì mình sẽ dùng lu cai tứ quý chín để khử trùng cho tụi nó. Tại vì cá mà mua ngoài tiệm cá cảnh á, mình không có biết là nó có mầm bệnh hay cái gì không, mà mình đem mình thả vô hồ liền là rất là dễ lây lan mầm bệnh nha. Thả cá ra thôi nào. Cá mà mới thả ra thường tụi nó sẽ hơi nhát nha, nó sẽ núp góc một lát á. 10 phút sau thôi là tụi nó bắt đầu đi khám phá cái hồ rồi. Đây anh em thấy hai con cá mình lựa nó có đẹp không, anh em comment cho mình biết nha. Trời đất ơi, tôi ưng cái cặp này quá luôn á. Thì mình nói lại cho anh em biết nha, cá này người ta gọi là cá dĩa nha, tại vì nó xẹp lép giống như cái dĩa cho nên người ta gọi là cá dĩa. Công tình mình ngồi mình lựa gần nửa tiếng đồng hồ, hợp lý đúng không anh em? Đó, cái này là cái gu của tôi thôi nha. Còn có nhiều người sẽ thích mấy con màu trơn hoặc là không có hoa văn gì đó, là tùy mỗi người thôi. Nhưng mà tôi là tôi thích hoa văn ba tình nó phải đẹp vậy nè. Đó, anh em nào yêu thích đừng quên follow và thả tim nha.